Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mạo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy chấm cong vân tay. Thì những chiếc máy chấm cong vân tay chắc không còn xa lạ gì với tất cả mọi người. Thì nó được ứng dụng rất nhiều trong các doanh nghiệp, trong các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị hay là bất kỳ đâu mà số lượng nhân viên mình cũng hơi đông, thành ra khó kiểm soát được điều ra điều vào của nhân viên. Thì cái ứng dụng của nó là dùng để chấm cong nhân viên của mình, đưa ra những cái bản báo cáo, những cái giờ lương, bảng lương rõ ràng, cái giờ chấm công rõ ràng cho nhân viên. Thì một số lợi ích khi sử dụng những chiếc máy chấm công này, thứ nhất đó là mình rõ ràng minh bạch với lại nhân viên giữa chủ cửa hàng, chủ doanh nghiệp với lại nhân viên của mình giờ công. Thứ hai đó là mình có thể là lưu trữ lại mà không cần như thời xưa là phải tích tay hay là đánh vào tay những người đi làm hay hôm đó, nó dễ nhầm lẫn với lại không mang tính khách quan. Và thứ ba nữa thì mình có thể là tránh cái việc mà nhân viên có thể là chấm dùng lần nhau, tại vì đây là máy chấm công vân tay nên mỗi người sẽ chắc chắn là có một vân tay khác nhau nên mọi người không thể chấm dùng được. Thì đây là một số ưu điểm, một số tính năng của máy rất là hay để sử dụng trong thời buổi hiện nay. Thì dòng máy chấm công Bagoco T9 này thì cũng đang là một trong những dòng máy hot ở trên thị trường, được rất nhiều các doanh nghiệp cũng như là các chủ cửa hàng hay là chủ sử dụng rất nhiều. Thì em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong và giới thiệu sơ một số tính năng của nó cho mọi người xem. Thì đây, đầu tiên thì đây có một cái đĩa, đĩa này là có lúc mà mọi người mua máy Bagoco T9 của Việt Nam thì được tặng một đĩa, đĩa này đi kèm đó là phần mềm Mita Pro V1 hoặc V2 tùy theo mọi người. Thì nó sẽ là phần đây là phần mềm để xử lý cái dữ liệu công và xuất ra cái file chấm công, cũng như là có thể tính được tăng ca, tính lương, mọi cái thì có thể tính ở trên phần mềm này. Rồi, tiếp theo đây là vào bên trong. Có đây là có dây USB. Dây USB này mục đích là để kết nối giữa máy với lại là máy chấm công với lại máy chính. Mình ở đây là những ốc vít nha mọi người. Mình có thể là quan vào tường để cố định vào tường, nên mình có thể một vị trí mà tiện lợi nhất cho mọi người chấm công ra vào vào. Thì đây là tới là cái thân máy của mình này. Đây là có một cái đế này để mình bắt từ cố định vào tường, xong đó là gắn máy lên. Mình sẽ cố định quan vào được như thế là máy lên. Đây là chiếc máy, thì em sẽ đi sâu hơn vào chiếc máy cho mọi người được xem. Mọi người có thể thấy là máy những thiết kế rất là nhỏ gọn nè, với màu sắc cũng mà đây là màu chủ đạo, màu chủ đạo của nó là màu trắng và màu đen, cũng rất là đẹp, rất là tinh tế nhá. Này, máy cũng không quá lớn nhá, vừa nhỏ. Thì kích thước và trọng lượng của nó thì không quá nặng, nó chỉ có nặng 1,25 kg. Đây mọi người có thể thấy thì đây là cái vị trí cho phân vân tay. Đây là cái màn hình hiển thị tên, tuổi, mã số nhân viên. Còn đây là một số cái phím từ 1 tới 8 hoặc là mình có thể đánh số chữ để setup cái tên, tuổi với lại vân tay của mọi người bên đây. Thì máy chấm công Bagoco T9 thì có 3 kiểu kết nối chính. Một đó là cổng LAN, nghĩa là mình có thể gắn vào đây và kết nối cổng LAN ở đây. Thì cái bộ phận kế toán ở bất kỳ nào đó trong văn phòng hay là ông chủ cũng có thể là truy cập tới máy và xem được cái dữ liệu chấm công mà không cần phải tới trực tiếp máy để tải cái dữ liệu về. Thì đây là có cổng LAN rất là tiện lợi. Và thứ hai đó là cổng USB, thì như lúc này em có sâu ra một cổng cáp USB thì mình có thể là kết nối trực tiếp với máy tính để lấy cái dữ liệu về. Và tiếp theo thứ ba nữa thì bên trong nó sẽ có một cái lỗ này, đây là cái chỗ cắm cái USB của mình, đó là cái đầu USB. Rồi thì mình có thể là cuối tháng nếu mà mình không muốn là đi dây LAN hay là cắm dây USB nó đường ra, thì cuối tháng mình có thể cắm cổng có thể cắm đầu USB của mình vào đây, sau đó mình tải dữ liệu về ở trên máy, sau đó mình cắm vào máy tính mình lấy cái dữ liệu đó ra, thì nó cũng rất tiện lợi. Em sẽ cắm đây và test thử cho mọi người xem sơ. Thì đây là chiếc máy chấm công Bagoco T9 mà em muốn giới thiệu đến mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy là lúc mà cắm vào thì đèn giờ hiển thị lên phía bên này, lúc mình chấm công thì nó sẽ hiển thị tên nhân viên rồi mã số nhân viên bên này. Thì đây là bên này là cái khu vực chấm công. Xin thử lại. Nếu mà mình sai tên hoặc là không đúng dấu vân tay thì nó sẽ báo là xin thử lại như vậy. Tại vì em chưa add cái ID cái dấu vân tay của em vào trong này. Thì máy chấm công Bagoco T9 thì nó có thể lưu được với là 500 nhân viên, có thể lưu được 500 nhân viên và 500 thẻ. Cái máy này là vừa quét vân tay mà có thể là vừa quét thẻ proximity nha mọi người. Mọi người có thể thấy là thẻ nhân viên đây. Sau đó mình đi vô mình có thể quét đây, thì nó có hai chức năng quét như vậy. Cái dữ liệu chấm công của nó thì nó lưu tới được lên tới là 100.000 dữ liệu chấm công, nghĩa là 100.000 lần ra vào. Thì mọi người có thể chia ra số lượng nhân viên của mình,
nếu số lượng tầm 20-30 người thì có thể là 1 năm nó vẫn có thể lưu được cái dữ liệu ở trên này. Thì em sẽ tạo thử một cái tên của em, sau đó em chấm công cho mọi người cùng xem cái cách hoạt động của nó nhé. Thì để mà tạo cái tên thì mình có thể là thêm nhân viên trực tiếp vào cái máy này, hoặc là mình có cái phần mềm như lúc nãy em có giới thiệu. Đây cái địa là có đi kèm cái phần mềm để sử dụng cái máy chấm công, thì mình có thể thêm nhân viên bằng cái phần mềm trên này, sau đó đẩy một loạt nhân viên xuống đây, mình chỉ cần thêm vân tay thôi. Hoặc bây giờ em có thể thêm trực tiếp trên máy luôn, ví dụ lên trong này xuống thì em có thể là điền tên của em, ví dụ là em tên Quyết nhé, mình có thể là điền tên đây này. Lần sau tới giờ đi làm em chỉ cần nhìn dấu bên đây. Xin cảm ơn. Đó, xin cảm ơn. Cái âm thanh phát ra thì mình sẽ biết được là mình đã chùa dấu bên tay đúng hay chưa. Nếu mà sự một món khác không đúng này thì nó sẽ cảnh báo ngay. Là không đúng thì nó sẽ không ghi nhận cái chùa dấu công của bên này, tại vì nó không biết là của bên này là ai cả. Nếu mà đúng thì nó sẽ. Xin cảm ơn. Ok, tốt. Mọi người có thể thấy âm thanh phát ra rất rõ ràng, một cảnh báo rất là tốt cho mọi người. Với lại nó thêm có thêm một tính năng rất là hay nữa. Đó là ví dụ như tới ca làm việc mình có thể là cài đặt trong này, nó sẽ có menu mình có thể cài đặt ca làm việc, giờ làm việc, thì nó có thể là phát ra cái âm thanh báo hết ca hay là tan ca hay là vào ca gì đó, để cho mình có thể biết được, có tiếng chuông reo để mình biết được, công nhân có thể biết được là nghỉ làm hay là bắt đầu vô làm hay gì đó, thì mình có thể cài vô. Và thêm một tính năng của máy nữa, đó là mình có thể là cài cái quyền admin cho máy. Ví dụ này là em cài em là admin người quản trị, thì nghĩa là lúc mà em muốn vào menu thì bắt buộc phải có dấu vân tay của em mới vào được, để tránh cái tình trạng mà những cái nhân viên hay là những người khác mà tò mò hay là làm gì đó phá cái dữ liệu ở trong này, thì mình cũng có thể là cài cái quyền admin trong máy, thì đó lúc em nhấn đúng vân tay của em thì nó mới vào được cái phần menu. Và còn nữa em phải quay ra đây này, nếu em muốn vào menu thì nhấn chữ ok này, đấy, nó khẳng định cái quyền của em. Ví dụ như em thử một ngón tay khác mà không đúng của em, xin thử lại thì nó sẽ báo ngay là không đúng, xin thử lại, không vào được cái menu. Vừa rồi em đã giới thiệu sơ qua về một số tính năng cũng như lợi ích của máy chấm công Bacuvo T9 này. Thì nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần biết thêm thì mọi người có thể liên hệ tới số hotline 1900 3438, hoặc là truy cập vào trang web thế giới bảo mật .com để được biết thêm chi tiết và được gửi em sâu cho mọi người những cái biểu mẫu báo cáo mà lúc mà xuất ra, thì em sẽ sâu rõ ràng hơn lúc mà mọi người liên hệ tới công ty hoặc là những video tiếp theo. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu thấy video này hữu ích, mọi người có thể nhấn like và subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.